Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sự hiện diện thường xuyên của Trung Quốc tại cảng Ream gây lo ngại. Ngày 8 tháng 10, BBC tiếng Việt cho hay Trung Quốc có căn cứ quân sự thường trực tại Campuchia không? Theo đó, từ vệ tinh, trong hầu hết cả năm nay, tại căn cứ hải quân Ream của Campuchia, có thể nhìn thấy tàu hộ tống Type A56 của Hải quân Trung Quốc. Tàu này đã neo đậu bên cạnh một cầu tàu mới do Bắc Kinh xây dựng, vốn đủ lớn để chứa các tàu lớn hơn nhiều. Trên bờ có các cơ sở khác, cũng do Trung Quốc xây, được cho là để hải quân nước này sử dụng. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết chính phủ Campuchia đã nhiều lần phủ nhận khả năng Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream, viện dẫn việc hiến pháp của họ cấm mọi sự hiện diện quân sự thường trực của nước ngoài và tuyên bố rằng căn cứ Ream mở cửa cho tất cả các lực lượng hải quân thân thiện sử dụng. Dù có nhiều bàn tán về sự trỗi dậy nhanh chóng của sức mạnh hải quân Trung Quốc với lượng tàu chiến nhiều hơn Mỹ, thì hiện Trung Quốc chỉ có một căn cứ quân sự ở nước ngoài tại Djibouti ở châu Phi được xây dựng vào năm 2016. BBC cũng cho biết, ngược lại, Mỹ có khoảng 750 căn cứ. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng sự mất cân bằng đang thay đổi bởi tham vọng rõ ràng của Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc quân sự toàn cầu. Tham vọng đó và quy mô đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở nước ngoài thông qua sáng kiến vành đai và con đường, mà theo luật Trung Quốc phải được xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự. Theo BBC, vài năm trước, căn cứ quân sự Ream nằm ở cực nam của Campuchia còn được nâng cấp với sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng Mỹ đã cắt giảm viện trợ này sau năm 2017. Phía Campuchia tuyên bố rằng các tàu nói trên là để huấn luyện và chuẩn bị cho cuộc tập trận rồng vàng năm nay. Campuchia cũng nói rằng Trung Quốc đang đóng hai tàu hộ tống A56 mới cho hải quân của họ và nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Trung Quốc tại Ream không phải là lâu dài, do đó không được tính là một căn cứ. Và đây là hình tàu chiến Trung Quốc neo đậu tại căn cứ quân sự Ream của Campuchia. BBC nhắc lại, năm 2019, tờ Wall Street Journal đưa tin về một thỏa thuận bị rò rỉ giữa Campuchia và Trung Quốc để thuê 77 hectare căn cứ này trong 30 năm. Thỏa thuận này được cho là bao gồm việc đồn trú quân nhân và vũ khí. BBC dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu chính sách cấp cao Kristen Gunes từ Mỹ cho rằng, về mặt kỹ thuật, đúng là Ream không phải là căn cứ thường trực của Trung Quốc. Và mặc dù được Trung Quốc tài trợ để mở rộng, nhưng bản thân căn cứ này không được cho Trung Quốc thuê. Một cách để lách luật cấm theo hiến pháp là không gọi đó là căn cứ nước ngoài, mà cho phép các lực lượng nước ngoài tiếp cận liên tục theo cơ chế luân phiên, bà Gunes nói thêm. Vẫn theo BBC, các quan chức an ninh quốc gia Thái Lan cũng bày tỏ sự lo ngại một cách kín đáo về một căn cứ của Trung Quốc ngay phía nam cảng chính của Hải quân Thái Lan tại Sattahip, che lấp lối ra của họ từ vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, cả Việt Nam và Thái Lan không có khả năng công khai nêu lên những phàn nàn này. Thái Lan muốn tránh gây ra những cơn sóng trong mối quan hệ kinh tế quan trọng với Trung Quốc, trong khi Việt Nam muốn tránh kích thích tâm lý chống Việt Nam ở Campuchia. Tuy nhiên, rất ít nhà phân tích tin rằng Trung Quốc sẽ có thể cạnh tranh với phạm vi quân sự toàn cầu của Mỹ trong nhiều năm nữa. BBC dẫn đánh giá của ông Jess Boling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS cho rằng căn cứ Ream không đóng góp nhiều vào việc thể hiện sức mạnh, không giúp Hải quân Trung Quốc tiến gần hơn đến những nơi họ muốn đến. Những gì căn cứ này có thể làm là tạo ra sự khác biệt lớn trong việc thu thập thông tin tình báo, theo dõi vệ tinh và phát hiện hoặc giám sát các mục tiêu tầm xa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự hiện diện thường xuyên của Trung Quốc tại cảng Ream gây lo ngại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đón nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh trở về. Ngày 7 tháng 10, báo Tiếng Dân đăng bài Đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim của nhà báo Huỳnh Ngọc Trân. Ông Trân cũng là chồng của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Sau 3 năm 6 tháng trong chốn ngục tù khổ ải cùng với hai căn bệnh hiểm ác, hôm nay ngày 7 tháng 10, Nguyễn Thúy Hạnh đã được trở về với gia đình. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Ngày 3 tháng 10, Tôi lái xe từ Đà Nẵng trưa ngày 4 đến huyện Thường Tín, Hà Nội. Tôi thuê khách sạn ở gần trại giam số 2 để chờ đón nàng. Sáng ngày 5, tôi cùng em trai Hạnh vào trại giam thăm Hạnh, thì được trả lời thứ Bảy chỉ dành cho tù nhân chưa có án. Tôi hỏi thứ Hai ngày 7 Hạnh được mãn hạn tù thì đón Hạnh như thế nào? Cán bộ tại đây nói không biết chuyện đó. Tôi ra hỏi bộ phận tiếp khách thì được trả lời 9 giờ sáng ngày 7 đến cổng trại tạm giam đón về mà không cần thủ tục gì cả. Sáng hôm nay ngày 7 tháng 10, tôi và tất cả những người thân trong gia đình Hạnh chuẩn bị đến cổng trại tạm giam chờ đón Hạnh thì bất ngờ vào lúc 7 giờ tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Em đây, Hạnh đây, anh đang ở đâu? Tôi mừng quá trả lời, anh chuẩn bị trả khách sạn để đến cổng trại tạm giam đón em. Ôi thôi anh khỏi, nói mọi người về đi, em đang trên xe khách từ trại giam ở Thanh Hóa để tự đi về. Xe đưa về đến tận nhà, anh khỏi đón. Điện thoại em mượn của cán bộ trại giam nên không nói được nhiều, bye anh nhé. Quá sức bất nhân, ngờ đâu, ngày sáng thứ Bảy, lúc tôi và em trai Hạnh đang đứng trong trại tạm giam, hỏi han về thủ tục đón Hạnh, thì từ trong trại tạm giam, một chiếc xe bít bồn chạy ra cổng, ngang qua trước mặt chúng tôi. Trong đó chở một tù nhân duy nhất là Nguyễn Thúy Hạnh, về tận trại giam Thanh Hóa. Họ cố tình đưa Hạnh đi xa 2 ngày trước khi trả tự do. Và đây là hình bà Nguyễn Thúy Hạnh cùng bạn bè và người thân trong ngày trở về. Có lẽ họ e sợ mọi người biết trước nơi Hạnh ra tù sẽ đến chào đón đông đúc. Thật ra gia đình cũng biết trước điều này, sợ họ gây phiền hà, lại bí mật chở Hạnh bỏ đâu đó giữa đường, như trường hợp Trương Duy Nhất trước đây, nên hoàn toàn giấu kín bạn bè. Nào ngờ họ cẩn thận quá mức, đã đưa Hạnh đi từ trước 2 ngày. Quá sợ hãi cả một người tù đã mãn hạn. Nhân đây, tôi cùng gia đình xin lỗi tất cả bạn bè, trong 2 tháng qua không trả lời mọi tin nhắn hỏi thăm về Hạnh. 9 giờ, Hạnh điện về báo đã đến Hà Nội, đang lên xe trung chuyển về nhà. Cả nhà hồi hộp chờ mãi đến 11 giờ vẫn chưa thấy Hạnh đến nơi, quá sức kịch tính. Nhưng dù thế nào thì sau 4 tiếng đồng hồ phập phồng trên xe đò, ngay bây giờ Hạnh cũng đã đến nơi, đang trong vòng tay yêu thương của cả gia đình và bạn bè và sự bao vây giám sát của mấy cháu an ninh địa phương. Tội của Hạnh là yêu thương những hoàn cảnh cơ cực, nhất là những gia đình tù nhân lương tâm, nên lập quỹ 50.000 đồng quyên tiền cứu giúp những hoàn cảnh ấy. Nguyễn Thúy Hạnh đã bị xử kín với bản án 3 năm rưỡi tù giam, nay đã mãn hạn tù. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Huỳnh Ngọc Trân ngày đoàn tụ. Kế hoạch trước mắt của Hạnh là tiếp tục chữa trị bệnh ung thư, là căn bệnh phát sinh ra vì chế độ ăn uống vô cùng mất vệ sinh trong trại tạm giam, và bệnh trầm cảm đang ngày càng trở nên nặng hơn vì chế độ khắc nghiệt của nhà tù. Căn bệnh quái ác này đã làm cho Hạnh mấy lần tự tử nhưng bất thành. Trong thời gian Hạnh bị đi tù, đã có rất nhiều bạn bè cũng như các cơ quan truyền thông lên tiếng bênh vực, động viên và chia sẻ với Hạnh cũng như với gia đình. Hạnh cũng được bạn bè, các tổ chức trong và ngoài nước, các dân biểu, nghị sĩ Mỹ, Canada, EU lên tiếng bênh vực và yêu cầu trả tự do. Nhiều người đã viết kiến nghị và ký đơn kiến nghị gửi lên nhà nước yêu cầu trả tự do cho Hạnh để chữa bệnh. Cũng vì việc làm này mà những người bạn dũng cảm đó ở trong nước đã bị an ninh mời lên làm việc hoặc bị gây phiền nhiễu. Trong thời gian Hạnh chữa trị bệnh ung thư, nhiều bạn bè cũng đã gửi nhiều quà, thuốc, sữa và các thức ăn bổ dưỡng đến giúp Hạnh. Qua đây, Nguyễn Thúy Hạnh cùng gia đình gửi đến tất cả các bạn lòng biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đón nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh trở về. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.